Chuyện của cá vàng. Ta đã về rồi đây. Chúng mày sao rồi? Đói rồi phải không? Đào đào, lại phá phách rồi đây. Ăn no rồi có khác. Hàng ngày được ăn uống no đủ, được vui đùa hạnh phúc với chủ nhân, đó chính là cuộc sống hạnh phúc và bình yên nhất mà chúng mình có được. Hãy tận hưởng buổi sáng trong lành đi nhé. Thế giới ngoài kia thật đẹp, thật rộng lớn, mọi loài đều tự do tự tại. Chẳng bù cho mình, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong cái không gian chật hẹp, tù túng này. Bạn bướm ơi, ở ngoài đó có vui không? Ngoài này vui lắm cá vàng ạ. Mình cũng muốn ra ngoài đó, có mưa, có nắng, có cỏ cây hoa lá thật tự do. Làm gì mà cậu tư lự thế? Cậu có thấy cuộc sống ngoài kia tuyệt vời không? Mình đang định thử ra ngoài đó xem sao. Nhưng cậu làm sao mà ra ngoài đó được? Cậu không thể sống thiếu nước mà. Ừ, ngoài đó thiếu gì nước? Cậu thử nhìn xem, nước ở khắp mọi nơi. Ở ngoài đó, ta sẽ được tự do bơi lội. Không gian thật là rộng lớn. Nhưng cậu không biết đó thôi. Nghe nói ở ngoài đó có nhiều nguy hiểm lắm. Ôi dào, nguy hiểm có là gì? Mình chẳng quan tâm. Mình chỉ quan tâm đến niềm vui đang chờ đón mình ở ngoài kia thôi. Đúng đấy, loài nào có môi trường của loài ấy. Cậu không thấy bọn ruồi chẳng may ngã xuống nước, chết trương lên đấy thôi. Mà mình thấy chúng ta ở đây vẫn có một cuộc sống rất tốt đó chứ. Hàng ngày được vui vẻ cùng cậu chủ yêu quý, được chăm sóc cẩn thận, không phải lo nghĩ gì. Thế chẳng phải là may mắn đó sao? Niềm vui là do tự mình tạo ra thôi. Mình chán cuộc sống tẻ nhạt ở đây lắm. Mình đã quyết, không ai có thể ngăn cản được mình đâu. Thật tuyệt vời, trời đất bao la rộng lớn, thú vị thật. Nếu biết sớm thế này thì... À! Một con cá. Trời ơi, mèo kìa. Hay, giờ nằm trong miệng mèo. Chắc cậu ấy cũng đang nghĩ, giá biết sớm thế này đã bảo rồi mà. Cú mèo và châu chấu. La 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 la, la 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 la, cuộc đời vẫn đẹp sao? Cuộc đời vẫn đẹp sao? La 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 la. Cha, trời hôm nay thật tuyệt. Ếch ở dưới ao, vừa ngất mưa rào, nhảy ra bì bấm, ếch kêu ập ập, ếch kêu ập ập. Giữa trưa hè mà đứa nào ầm ĩ thế không biết. La 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 la, 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 la 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 la. Châu chấu kia, có im ngay đi không? Anh nói gì cơ? Ta nói người im đi, giữa trưa hè mà cứ hát ong ổng điếc cả tai, không định cho ai ngủ nữa à? Ở nhà tôi thích làm gì thì làm, anh có quyền gì mà cấm tôi? Cũng như anh được tự do làm những gì mình thích ở nhà của mình thôi. Người nói thế mà nghe được hả? Không phải để ý đến những người xung quanh chứ. Ban ngày là thời gian để vui chơi. Ai bảo anh khác người, ngủ ngày thức đêm, giờ còn kêu ca gì nữa? La 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 la. Phải hát thật to lên cho cú mèo giận tím người mới được.
ta mà xuống thì... Có giỏi thì anh cứ xuống đây, xem anh làm gì được tôi nào. Chẳng qua 3 ngày mắt ta kém, chứ không thì đừng tưởng ta không làm gì được ngươi nhé. Cuộc đời vẫn đẹp sao? Cuộc đời vẫn đẹp sao? À, còn dám trêu ngươi ta nữa. Được rồi, cứ hát đi. Ngươi tưởng ta sẽ chịu thua ngươi ư? Đợi đấy. Cuộc đời vẫn đẹp sao? Cuộc đời vẫn đẹp sao? Cuộc đời vẫn đẹp sao? La 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 la. Châu chấu ơi, lại gì nữa thế? Thật ra thì anh nói cũng đúng, chỉ tại giờ giấc sinh hoạt của tôi khác mọi người. Có thế chứ, tôi nói là chỉ có chuẩn thôi. Nghe kỹ thì giọng hát anh cũng rất hay đó, nghe còn hay hơn cả sơn ca với họa mi cơ. Anh cũng biết thưởng thức đó. Anh không biết, nhờ tập luyện thường xuyên nên giờ tôi mới có giọng hát hay như thế à. Ấy thế mà cả khu rừng này chẳng mấy người biết đến tài nghệ tuyệt vời của anh, thật đáng tiếc. Đúng vậy, tôi thấy rõ thật là bất công. Chẳng qua tôi là châu chấu bé nhỏ nên giọng hát không vang xa được thôi. À, mà tôi mới nhớ ra, tôi còn ít nước sương sớm trong veo, ngon tuyệt. Tôi nghe nói dùng để uống mỗi lần trước khi hát, đảm bảo uống xong giọng hát sẽ trở nên trong trẻo, vang xa tuyệt vời. Có thật không? Anh còn tích trữ được cả sương sớm cơ à? Đúng thế, mỗi sáng sớm khi vừa đi kiếm mồi về, tôi tranh thủ hứng sương trên mỗi cành cây, ngọn cỏ đó. Thật tuyệt vời. Hãy lên đây uống thử một chút, tôi chắc chắn lúc đó sẽ không có ai địch nổi giọng hát với anh. Tiếng tăm của anh sẽ vang xa khắp khu rừng này. Thật thế á? Được, để tôi lên đó uống thử xem sao. À! Chết này! Này, này, anh làm cái gì vậy? Tưởng ta không làm gì được ngươi sao? Chỉ vì thói tự coi mình là nhất, ưa nịnh bợ mà ngươi tự đưa mình vào chỗ chết đấy nhé. Thả, thả tôi ra! Thả tôi ra! Thả tôi ra! Thả tôi ra! Nhà là gì? Chết này! Bắn nhanh! Chết này! Chết này! Chết này! Bàn số 12, 13 hết giờ rồi nhé. Chán quá, đang rung. Chán như con gián, lại hết mất tiền rồi, chả chơi được nữa. Nhìn kìa, 8 giờ tối rồi. Thôi chết, 8 giờ rồi á, cứ tưởng mới 4 giờ chiều chứ. Thôi, về ngay thôi. Con chào ba mẹ. Trung, sao giờ con mới về? Dạ. Con đi đâu? Sao giờ này mới về? Dạ, bọn con chiều nay rủ nhau sang nhà thằng Hùng chơi một tí. Lại rủ nhau đàn đúm chơi điện tử nữa phải không? Còn có mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi, con có biết không? Cứ học hành thế này thì thi tốt nghiệp làm sao được hả con? Mất bao nhiêu công ba mẹ nuôi con ăn học mà con không tập trung học hành, sau này có kiếm nổi miếng ăn hay không? Thì lâu lắm rồi chúng con có chơi đâu. Hôm nay vừa mới thi thử xong, rủ nhau xả hơi một chút mà ba mẹ đã la mắng. Thế oan lắm hả? Tuần nào chẳng có mấy ngày con về muộn, lúc nào cũng kêu căng thẳng, phải xả hơi, xả gì mà lắm thế. Con à, có đi đâu làm gì cũng phải xin phép ba mẹ, không phải thích đi đâu thì đi. Con có còn coi đây là nhà nữa không hả? Đi học thì thôi, về nhà là bị ba mẹ vặn vẹo, lên lớp thế này thế kia, nhà gì mà cứ như nhà tù vậy. Mình chẳng muốn về nhà nữa. Ở nhà thật ngột ngạt, tù túng, gò bó.
Con viết đúng hết rồi, con gái giỏi lắm. Thấy khi nào mình mới có nhà ở trên bờ hả ba? Con cũng muốn được đi học như các anh chị hồi chiều trên đê. Rồi sẽ có, bà hứa. Yeah, thích quá, sắp có nhà trên bờ rồi. Mà ba có tiền cho con đi học không? Con à, làm cha làm mẹ, dù khó đến mấy, ai cũng lo lắng cho con. Con cái là tất cả của cha mẹ mà. Ba! Con à, có đi đâu làm gì cũng phải xin phép ba mẹ. Không phải thích đi đâu thì đi. Con có còn coi đây là nhà nữa không hả? Nhà, mình có nhà cửa hẳn hoi, đâu phải ai cũng có được. Vậy mà mình... Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!